Lộc Taylor, thân ái xin kính chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Lộc Taylor. Hôm nay thì Lộc mời các bạn cùng với Lộc thực hiện mẫu đầm xòe tai sát nách nhé các bạn. Để thực hiện được mẫu này thì các bạn cần lưu ý những điểm như sau. Thứ nhất là cái cách các bạn thiết kế tai sát nách. Thứ hai là thiết kế cổ. Và thứ ba là chúng ta thiết kế cái áo khoác lửng ở bên ngoài. Và thứ tư, cuối cùng là chúng ta thiết kế váy xòe xếp ly nhé các bạn. Tai sát nách thì Lộc và các bạn đã có thực hiện vài mẫu rồi. Nhưng lần này Lộc có bổ sung thêm cho các bạn là từ nách các bạn lấy vào từ 2,5 đến 3 cm mà các bạn vẽ tròn vòng nách thì nó sẽ dễ vẽ hơn với các bạn mới vào nghề. Điều này thì các bạn chú ý để mình vẽ cho nó đúng thôi nha các bạn. Còn về phần cổ thì các bạn thấy đây là một cái dạng cổ V, nhưng mà cổ V cạn thôi. Cho nên là các bạn chia cái đoạn này ra làm 3 và các bạn sẽ lấy lõm vào 0,5 cm và chúng ta sẽ đánh cong vòng cổ ở đây. Phần cổ này các bạn thấy còn một cái xẻ xuống, chữ V xuống nữa, thì các bạn sẽ lấy sâu đó là tùy ý nha các bạn. Độ rộng thì Lộc lấy vào là 2 cm. Các bạn thấy là độ sâu thì các bạn muốn sâu hơn thì các bạn sẽ lấy xuống từ 1 đến 2 cm nữa nha các bạn. Các bạn thấy đây cũng là một cái dạng cổ mà rộng. Cho nên là khi mà chúng ta thiết kế xong đó thì các bạn cũng cần phải có bước điều chỉnh là các bạn giảm cái phần sâu cổ ở đây để cho nó úp vào thân hơn. Thì ở đây Lộc sẽ điều chỉnh là 0,3 cm nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phần váy. Thì chiều dài của váy này thì các bạn lấy theo số đo của khách hàng, hoặc là Lộc gợi ý cho các bạn thì chúng ta lấy xuống 38 đến 39 cm nha các bạn. Và chúng ta sẽ lấy độ rộng của mông đó các bạn hạ xuống dưới tùng váy, và chúng ta lấy thêm ra 6 cm để làm cho nó tăng cái độ xòe của cái váy đó các bạn. Sau khi các bạn cắt xong thì chúng ta sẽ tiến hành thiết kế cái phần váy xếp ly này. Thì các bạn thấy theo mẫu thì chúng ta sẽ tính là ly dọc là một cái ly đầu tiên. Và chúng ta sẽ lấy vào 3,5 cm để làm cái ly thứ hai. Và chúng ta lấy tiếp 3,5 cm nữa để làm ly thứ ba. Còn ở tùng váy thì các bạn thấy là từ cái ly dọc mà Lộc vẽ thẳng xuống, sau đó Lộc sẽ lấy là 6 cm để làm cho cái ly thứ hai. Và lấy tiếp 6 cm để làm ly thứ 3. Các bạn cũng có thể lấy tỷ lệ khác, miễn sao là các bạn thấy rằng nó hợp lý và nó có cái tính thẩm mỹ thì là được rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở những cái ly mà lúc nãy chúng ta đã vẽ định hình và chúng ta đã cắt ra đó các bạn. Thì cái ly đầu tiên chính là cái ly thứ 3. Chúng ta tính từ trong ra đó nha. Thì các bạn lấy cho Lộc là 4 cm. Vì các bạn lấy lớn quá đó, thì các bạn sẽ, khi các bạn xếp ly vào đó, thì các bạn sẽ bị nó lòi ra phía bên hông nha các bạn. Cho nên các bạn lấy 4 cm là được rồi. Tiếp theo cái ly thứ 2 thì Lộc lấy là 5 cm. Và đi vào ly thứ nhất thì Lộc lấy là 6 cm. 6 cm này thì nó bao gồm luôn cả ly dọc nằm ở trong đó nha các bạn.
Các bạn thấy Lộc đã lấy theo cái tỷ lệ để cho các bạn dễ nhớ là 4, 5, 6. Đó. Nhưng mà các bạn chú ý chỗ này nè, là cái ly thứ nhất đó, chúng ta mở 6 sen, nhưng chúng ta chỉ mở, các bạn tính là từ cái đường ly dọc thôi nha. Các bạn không có tính xuống tới dưới tùng nha các bạn. Các bạn tính là ngay cái ly dọc này, các bạn mở thêm 6 sen. Còn ở dưới tùng đó nó dư ra nhiều hơn, thì kệ nó, chúng ta không có tính cái phần đó nha. Lộc hay thích nói những điều chi tiết để giúp cho các bạn mới vào nghề, các bạn cũng có cái hình dung cụ thể và các bạn có thể làm được một cách dễ dàng. Vì Lộc biết trước đây Lộc cũng có đi học, nhưng mà khi mà Lộc nghe thầy cô giảng đó thì nó không có chi tiết quá, cho nên là nhiều lúc mình vẫn không hiểu và mình về thì tự mày mò để mà tìm hiểu. Đến lúc tìm hiểu được thì nó rất là khó khăn. Có bạn tìm hiểu được, có bạn vẫn không hiểu được, dù rằng những cái việc đó rất là nhỏ các bạn. Cho nên là khi mà Lộc hướng dẫn lại sau này đó, thì Lộc cố gắng chi tiết chừng nào hay chừng nấy. Mà càng chi tiết thì cái video nó càng dài, và làm thì nó rất là lâu, các bạn mất nhiều thời gian lắm. Nhưng mà cái giá trị của Lộc mang lại là Lộc muốn các bạn sau khi xem video xong là các bạn có thể làm được. Và các bạn, mỗi lần mà Lộc thấy các bạn comment cho Lộc á, là thầy hướng dẫn dễ hiểu quá, thì Lộc rất là vui vì các bạn đã hiểu được bài và chắc rằng hiểu được thì các bạn sẽ làm được. Đó là một cái niềm vui cho Lộc. Các bạn xem xong video thì hãy tặng cho Lộc một like, và các bạn nhớ comment ở dưới để mà Lộc biết các bạn đã xem video. Và Lộc biết rằng sau khi các bạn xem video xong đó thì các bạn có hiểu hay không thì các bạn cũng cho Lộc ý kiến, hoặc là chúng ta có thể trao đổi để mà chúng ta nâng cao tay nghề lẫn nhau. Vì biết đâu trong số những người xem video này cũng có những đàn anh, đàn chị, hoặc là những tiền bối mà gọi là bậc thầy về thiết kế, thì cũng có thể chỉ dẫn thêm cho Lộc. Lộc rất mong mỏi nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp từ phía các bạn. Các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ đóng bên sườn lại, nhưng mà các bạn đừng có cắt hết bên dọc ở đây nha. Các bạn chưa ở đó. Để một chút nữa thì chúng ta sẽ thiết kế áo khoác lửng bên ngoài. Chúng ta sẽ cần cái phần này nha các bạn. Sau khi các bạn cắt xong, các bạn dán cái phần bên dọc lại, thì các bạn sử dụng một tờ giấy. Ở tờ giấy này thì tại vì Lộc làm gấp đôi, là Lộc thể hiện cho các bạn là hai bên. Nhưng khi các bạn ở nhà các bạn làm, các bạn cũng có thể làm một bên thôi, vì chúng ta đặt lên vải chúng ta cắt rồi. Nhưng mà ở trên video thì Lộc cần phải làm như vậy để Lộc làm cho các bạn xem một cách cụ thể và các bạn sẽ hình dung được cái mẫu nha. Các bạn thấy Lộc mới lấy dấu lại, và các bạn thấy cái phần bên dọc đó chúng ta lấy dấu ngay ở giữa nó luôn, chúng ta không cắt bỏ nha các bạn. Vậy là cái phần áo khoác, cái chân áo khoác đó thì nó sẽ chồm vào trong một chút nha các bạn, đúng bằng với độ rộng của bên dọc luôn.
Phần thân sau thì các bạn sẽ dựa vào thân trước để chúng ta thiết kế. Lộc chỉ lưu ý các bạn một điều thôi là cái phần cổ đó chúng ta là dạng cổ rộng, cho nên là các bạn cần phải có bước điều chỉnh là 0.3 nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần hở của dây kéo đó. Thì ở đây Lộc sẽ giảm độ rộng của cổ vào 0.5cm và lấy xuống 8cm để điều chỉnh phần hở của dây kéo ở đây. Vừa qua thì có một số bạn comment khen Lộc là nói là cái giọng Lộc đọc đó nó giống như phát thanh viên quá. Lộc xin cảm ơn các bạn. Là thú thật là trước đây Lộc ngại lồng tiếng lắm, vì Lộc nghĩ rằng cái tiếng mình nó không có hay, khi mình nói thì các bạn sẽ khó nghe và các bạn sẽ chê và không xem video mình nữa. Nhưng mà sau đó đó thì mình nghiên cứu lại, vì các bạn đã comment vào và các bạn gửi tin nhắn cho Lộc là yêu cầu là nên có những cái đoạn mà Lộc nói chuyện để mà giảng bài thêm cho các bạn. Thì sau đó Lộc mới tìm cách để mà xử lý lại cái giọng của mình, và cũng là một cái quá trình rèn luyện đó các bạn. Và sau một thời gian Lộc cố gắng thì bây giờ nó mới được như vậy. Nói chung là nó tạm ổn. Chắc có lẽ là nhiều bạn yêu mến mình cho nên là thấy cái giọng của mình hay thôi. Nhân đây thì Lộc xin nhắn nhủ với các bạn là khi các bạn làm một việc gì đó thì các bạn nên cố gắng rèn luyện. Thì cái kết quả thế nào nó cũng mang lại cho mình, dù ít hay nhiều thì nó cũng có một kết quả tốt hơn. Thôi thì chúng ta mỗi ngày á, chúng ta nên động viên lẫn nhau để mỗi người cùng phát triển. Các bạn cho Lộc lời khen, cho Lộc thời gian vì các bạn đã xem video, thì Lộc sẽ cố gắng làm thêm nhiều video hay hơn. Còn khi các bạn xem video của Lộc, Lộc động viên các bạn phải thực hiện nhiều mẫu hơn và các bạn cố gắng rèn luyện mình hơn, thì trong tương lai các bạn sẽ có cái tay nghề khá hơn và các bạn được nhiều khách hơn, và cái giá mà về sản phẩm của các bạn đó được nâng lên. Qua đó thì các bạn cải thiện được thu nhập và các bạn cải thiện được cuộc sống của mình. Đó là điều mà Lộc rất là mong mỏi. Xin chân thành cảm ơn các bạn và chúng ta hãy cùng cố gắng để cùng thành công nha các bạn.
Đến đây thì video đã kết thúc rồi. Lộc xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy tặng cho Lộc một like, comment để mà Lộc biết các bạn đã xem video. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhớ là bật thông báo lên nha các bạn. Để khi mà Lộc có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo và là người xem video đầu tiên. Lộc xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều an vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.